6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An đạt 32,58% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung cả nước nhưng lại thấp hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả giải ngân như vậy? Những điểm nghẽn hiện nay trong giải ngân vốn đầu tư công là gì? Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm? Chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay. Năm 2022, tổng số vốn đầu tư công mà Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Nghệ An là gần 9.400 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trung ương là hơn 4.300 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là trên 5.100 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giao, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, trong 21 huyện thành thị, chỉ có 4 huyện đạt tỷ lệ giải ngân trên 30%, trong khi đó có đến 7 đơn vị giải ngân dưới 10%. Năm 2022, thị xã Thái Hòa được phân bổ hơn 43 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh để triển khai 5 dự án. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm, thường xuyên chỉ đạo đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, giao nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể từng dự án cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã và các phòng ban. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn ngân sách trung ương và tỉnh của Thái Hòa còn thấp, chỉ đạt 7,66%. Thị xã Thái Hòa là trong năm 2022 thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ưu tiên bố trí cho 4 dự án khởi công mới của thị xã Thái Hòa, thì trong đó là có 4 dự án đều là dự án nhóm C, thì nó phải thực hiện các cái quy trình thủ tục nên cái việc giải ngân nó chậm so với các cái huyện khác. Có thể nói nguyên nhân chính ở hầu hết các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp là do các dự án mới nên mất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, thẩm định, tư vấn. Chưa kể có những đơn vị do chất lượng dự án chưa tốt, chưa phù hợp dẫn đến khi triển khai phải điều chỉnh, mất thời gian làm thủ tục. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác. Nguyên nhân gọi là cơ bản là mặc dù là kế hoạch nhà đầu tư công 2022 là năm thứ hai của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, nhưng thực tế thì nó là chính là cái năm đầu tiên phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Thì năm 2022 thì có 80 dự án mới và có 18 cái gói thầu mới của các dự án tiếp tục. Riêng cái vấn đề thủ tục để mà triển khai một dự án ấy, thì nếu mà làm theo quy trình ấy, thì tầm từ 9 tháng đến 1 năm. Còn nếu mà làm đẩy mạnh tiến độ ấy, thì là thường là từ 4 tháng đến 6 tháng. Mà cái vốn của 98 dự án này nó chiếm là gần sấp xỉ 50% của tổng vốn. Theo số liệu của Bộ Tài chính công bố, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 đạt 27,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công theo Bộ Tài chính yếu tố chủ quan, chủ yếu là do con người và khâu tổ chức thực hiện là nguyên nhân chính. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp để thúc đẩy phục hồi kinh tế trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã thành lập tổ công tác để chỉ đạo thúc đẩy thực hiện kế hoạch năm 2022, yêu cầu các chủ đầu tư chủ động phân nhóm các dự án để triển khai thực hiện. Đối với các dự án khởi công mới, phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong 4 tháng đầu năm để triển khai thi công sớm. Đây cũng là lý do huyện Quế Phong đạt được tỷ lệ giải ngân cao nhất khối huyện thành thị trong 6 tháng đầu năm. Đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã rút ngắn được cái quá trình chuẩn bị đầu tư, tạo cái thời gian cho cái công tác mà đấu thầu cũng như là triển khai thi công được dài hơn. Kiểm tra cái tiến độ thi công của các công trình hàng tuần, thực hiện thi công khối lượng đến đâu, đề nghị các chủ đầu tư làm hồ sơ thanh toán tiến độ giải ngân đến đó. Nút thắt cuối cùng của tuyến đường ven biển giai đoạn 1 đoạn qua thị xã Cửa Lò do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đang được gỡ bỏ để có thể đẩy nhanh tiến độ gấp rút hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Năm 2022, tổng số vốn đầu tư công mà Sở Giao thông Vận tải Nghệ An được phân bổ là trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 462 tỷ đồng là kế hoạch năm 2021 kéo dài sang.
quyết liệt trong triển khai và xử lý các điểm nghẽn, nên mặc dù số vốn giao lớn, đến nay tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của sở này đã đạt 70%. Cái tỷ lệ này là cao so với bình quân của tỉnh. Tuy nhiên cũng chưa đáp ứng được cái chỉ tiêu, cái nhiệm vụ. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là cái công tác giải phóng mặt bằng. Cái nguyên nhân thứ hai đó là khan hiếm nguồn vật liệu. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là khan hiếm về nhân lực, máy móc. Thì như chúng ta đã biết thì hiện nay trên địa bàn tỉnh và cả nước đang triển khai nhiều cái dự án lớn, đặc biệt là cái dự án đường cao tốc phía Đông. Rồi là năm nay là năm đầu của đầu tư công, thì các huyện cũng triển khai đồng loạt. Xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác về đầu tư công để thúc đẩy giải ngân do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, tổ công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hiện trường 9 dự án và làm việc với 8 địa phương và một số chủ đầu tư để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Cứ 10 ngày một lần, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả giải ngân và thông báo đến từng giám đốc các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị về kết quả giải ngân của đơn vị mình nhằm đôn đốc chỉ đạo kịp thời. Thời gian từ giờ đến cuối năm chỉ còn khoảng 5 tháng để đạt tiến độ giải ngân 100% vốn đầu tư công như Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao từ phía các chủ đầu tư. Được phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉnh hơn 118 tỷ đồng cho năm 2022. 6 tháng đầu năm, huyện Quỳ Châu mới chỉ giải ngân được chưa đầy 9,3 tỷ đồng. Chính vì vậy, sau khi được tổ công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực tế hiện trường và kịp thời giải quyết một số khó khăn vướng mắc, các ban ngành chức năng của huyện đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời hoàn thành giải ngân gần 110 tỷ đồng còn lại. Huyện đã có cái mỏ đất trên cái địa bàn huyện Quỳ Phong, nên là ủy ban huyện chỉ đạo các đơn vị là ban quản lý dự án đang ráo riết tập trung đẩy nhanh các tiến độ thi công, chỉ đạo cái mọi cái các đơn vị tham gia huy động hết cái nguồn lực, tiềm lực, nhân lực, máy móc, thiết bị thi công để hoàn thành cái dự án theo kế hoạch. Không chỉ có huyện Quỳ Châu, có thể nói tất cả các huyện, ngành là chủ đầu tư đều đang nỗ lực triển khai các giải pháp, đặc biệt là những địa phương có nhiều dự án mới vừa được phê duyệt đầu tư hoặc điều chỉnh dự án, thì việc tranh thủ hết sức thời gian còn lại để đẩy nhanh thi công là giải pháp sống còn để đảm bảo mục tiêu giải ngân hết vốn đầu tư công. 6 tháng cuối năm, cái thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu thì tập trung tranh thủ thời gian để mà khai thác cái nguồn vật liệu. Cái thứ hai là tập trung bổ sung thêm nhân lực, máy móc để đẩy nhanh, tranh thủ cái thời tiết đang còn thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là các nhà thầu thi công, các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Muốn giải ngân được vốn đầu tư công, đòi hỏi tiến độ thi công, chất lượng công trình phải đảm bảo. Có thể thấy ngoài năng lực của các nhà thầu, thì tiến độ thi công còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác. Một yếu tố luôn được xem là ảnh hưởng lớn nhất đến nhà thầu và tiến độ thi công công trình là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một khi mặt bằng chưa giải phóng được, thì nhà thầu dù có năng lực đến đâu cũng không thể triển khai thi công. Trường hợp dự án đường ven biển giai đoạn 2, đoạn km 7 đến km 76 do nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam triển khai thi công là một ví dụ. Hiện nay chúng tôi đã tập trung toàn bộ nhân lực và máy móc thiết bị đủ để cho 23 mũi thi công. Về mặt bằng thì chủ đầu tư đã giao được 14 trên 21 km, 7 đến 21 km là đang còn vướng mắc về đất ở và đất nuôi trồng thủy sản. Một khó khăn nữa mà tất cả các nhà thầu đang gặp phải trong năm nay chính là tác động của vật giá leo thang. Nhiều nguyên vật liệu tăng 30 đến 40%, đồng thời giá xăng tăng gấp đôi trong thời gian vừa rồi cũng làm các chi phí đội lên cao, khiến cho không ít nhà thầu lao đao. Và tí đặc biệt là làm cái phần mặt bằng là giá xăng dầu hơn gấp đôi đó, về giờ tăng cước tăng gấp đôi mà cái giá khi với hợp đồng thì
giữ nguyên giá khí chứ ảnh hưởng chứ về cái nhiên liệu cả, xăng dầu cả. Chứ ảnh hưởng đến phân đó thì chứ không biết sau bên quản lý dự án có cái biện pháp để khắc phục hỗ trợ nhà thầu hay không. Đột biến có những cái tăng lên 35 đến 50% đấy, giá trị so với cái thực tài của giá duyệt, cũng ảnh hưởng đến cái quá trình thi công. Nhà thầu cũng cố gắng khắc phục, hiện tại thì phần bổ trí mong chỉ được một phần, nó chưa đáp ứng được cái quá trình thi công. Đối với các dự án triển khai ở địa bàn miền núi cao thì yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Chính vì vậy, tranh thủ lúc thời tiết đẹp để đẩy nhanh tiến độ đang là một giải pháp mà các nhà thầu triển khai. Tuy nhiên, để nhà thầu tranh thủ được thì cũng cần được chủ đầu tư, các ban ngành liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc để nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực triển khai thi công. Về với cái khu vực miền núi này thì cái thời tiết ảnh hưởng tới cái tiến độ lớn nhất. Chúng tôi cũng đã tìm rất nhiều biện pháp để mà khắc phục. Chúng tôi chia thành nhiều mũi, tập trung dồn tổng lực vào để những cái việc chính. Còn là những cái việc mà trong thời gian tranh thủ về mùa mưa thì chúng tôi có thể làm những cái việc khác được. Còn lại thì cũng kính mong các cái cơ quan chức năng và kết hợp với chủ đầu tư là huyện Quy Châu thì cũng phối hợp tạo điều kiện làm thế nào để mà xác định được cái một cái vị trí nào cho cái mỏ đất để cung cấp cho các cái dự án. Có thể nói, tỷ lệ giải ngân cả năm phản ánh rất rõ hiệu ứng của các giải pháp về mặt thể chế, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp cấp đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Nghệ An, bên cạnh nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, rất cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa từ tỉnh. Ngoài những cái giải pháp như thường niên ấy, thì năm nay thì sở đã tham mưu ủy ban tỉnh và trong 6 tháng cuối năm ấy, là ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo là sở sẽ cùng với là các sở ban ngành cùng các huyện chủ tư ấy, là sẽ ra soát các cái công trình dự án mà có tiến độ chậm rồi là đi cùng với là tiến độ giải ngân chậm và là kiên quyết là rút điều chỉnh các cái dự án mà giải ngân chậm để mà bố trí cho các cái dự án mà có tiến độ giải ngân đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xem là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Chính vì vậy, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn là giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình NTV, app NTV Go cũng được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên app NTV Go hoặc website truyenhinhnghean.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.